Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức Đông Tây được phát sóng trực tiếp vào 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HGTV. Kính chúc quý khán giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sau chương trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục trực tiếp cuộc đua marathon có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hậu Giang với 4 đường đua. Biên tập viên, phóng viên chương trình sẽ đồng hành cùng các vận động viên để phản ánh cũng như là cung cấp hình ảnh chi tiết từ hiện trường. Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng điểm qua nội dung nổi bật có trong chương trình tin tức Đông Tây sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Thưa quý khán giả, những năm qua, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam triển khai nhiều hoạt động đối với người khuyết tật tại một số địa phương bị phun rải chất độc da cam. Đây là những hoạt động thiết thực cần tiếp tục được triển khai, qua đó góp phần hỗ trợ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục ý nghĩa đó, hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng với nhiều thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhận ý định về quan hệ đối tác mới để hỗ trợ người khuyết tật giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Bản ghi nhận có mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật ở 7 tỉnh thành của Việt Nam gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh. Trong năm tăng tới, phối hợp cùng nhau cung cấp các dịch vụ chăm sóc trực tiếp, phục hồi chức năng và phát triển các dịch vụ xã hội ở cấp cộng đồng nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Trong đó quy định mỗi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cơ bản có một bảo tàng cấp tỉnh. Đối với các bảo tàng chuyên đề cấp tỉnh, căn cứ yêu cầu thực tế của địa phương có thể tổ chức lại theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất thành một đầu mối, duy trì số lượng chi nhánh bảo tàng Hồ Chí Minh hiện có. Các bảo tàng, ban quản lý di tích tăng dần mức độ tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo từng năm, phấn đấu chuyển đổi cơ chế hoạt động của đơn vị ở mức tự chủ cao hơn, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Một số thông tin liên quan đến thuế phí. Tổng cục thuế đánh giá kết quả thu nội địa quý 1 năm nay đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với một số năm gần đây. Trong đó có nhiều khoản thu lớn đạt khá như là thu từ lệ phí trước bạ, thu từ xổ số hay thu tiền sử dụng đất. Có 45 trong tổng số 63 địa phương có tiến độ thực hiện thu đạt trên 25% dự toán. Trong đó một số địa phương đạt cao như là Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre, Bắc Ninh, Bình Định. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra bằng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra kiểm tra là 1.780 tỷ đồng. Sau một số ý kiến cho rằng, quy định cơ sở, rửa, sửa ô tô, xe máy và nhà hàng, khách sạn chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như cá nhân, hộ gia đình là không công bằng. Bộ Tài chính dự kiến hai phương án. Phương án 1. Giữ quy định mức phí như hiện hành, tức là mức phí 10% giá bán trên 1 mét khối nước sạch. Nếu mức thu cao hơn, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định mức thu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phương án 2, quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 mét khối nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Riêng mức phí áp dụng đối với cơ sở như nêu ở trên là 15% trên giá bán của 1 mét khối nước sạch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thưa quý khán giả, túi ni lông khó phân hủy hiện đã bị cấm sử dụng tại 91 quốc gia trên thế giới. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thì mới chỉ có công cụ kinh tế là thuế nhằm hạn chế sản xuất và sử dụng túi ni lông. Nhưng mà nhiều chuyên gia cho rằng thuế bảo vệ môi trường với sản xuất túi ni lông không hiệu quả. Thậm chí có ý kiến đề xuất nên cấm triệt để việc sử dụng túi ni lông. Theo biểu thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi ni lông sẽ tăng lên 50.000 đồng một ký. Đây được cho là giải pháp sẽ góp phần hạn chế việc sản xuất sử dụng túi ni lông không thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, vấn đề hạn chế sử dụng túi ni lông lại không thực sự nằm ở chính sách thuế. Còn đối với ngân sách nhà nước, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, nguồn thu từ tăng thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông là không đáng kể
và nguồn thu đó không thể khắc phục được những thiệt hại do thói quen tiêu dùng sản phẩm này gây ra, trong khi ý thức, thói quen dùng túi ni lông của người tiêu dùng chưa có sự cải thiện. Tiến sĩ Vũ Thị Kim Tuyến lại đề xuất giải pháp mạnh hơn, đó là cấm triệt để. Khi cấm túi ni lông, thị trường sẽ tự khắc tìm sản phẩm thay thế, qua đó sẽ kích thích sản xuất và sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường hơn, chẳng hạn như trào lưu thay thế ống hút nhựa, dùng lá chuối bọc thực phẩm thời gian vừa qua là những ví dụ cụ thể. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast, kể từ đầu tháng 5 tới, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 2 sẽ tiến hành kiểm tra hạt điều nhập khẩu từ châu Phi ngay tại kho của doanh nghiệp, theo đề nghị của Vinacast. Đề nghị doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu đối tác nước ngoài xử lý hung trùng kỹ tại cảng và có chứng thư kiểm dịch đầy đủ cho lô hàng khi thời gian gần đây, nguyên liệu hạt điều từ châu Phi bị nhiễm mặt cứng làm ảnh hưởng tới ngành chế biến điều nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm dán gỗ công nghiệp có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ Công Thương có thể áp dụng thuế chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa bị áp thuế trong thời hạn 90 ngày trước khi áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời. Theo báo cáo vừa công bố về thị trường bán lẻ Việt Nam, chỉ riêng Vinmart đã có khoảng 1.700 cửa hàng, trong khi đó tổng cộng các cửa hàng tiện lợi thương hiệu nước ngoài tại Việt Nam chỉ dừng lại ở con số hơn 600. Số lượng cửa hàng tiện lợi đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2012. Tính đến hết tháng 1 năm 2019, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang chiếm phần áp đảo thị trường cửa hàng tiện lợi với tỷ trọng 70%. Chuyển sang thông tin nóng đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, vừa kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm kinh doanh sản phẩm thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một sự thật bất ngờ, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 2.000 sản phẩm các loại và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, vào ngày 18 tháng 4, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường. Công an đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm ở Hà Nội và 2 địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh của hai website menshop79.com và menshop fashion do Nguyễn Quang Vũ sinh năm 1990 quê ở Nghệ An làm chủ. Tại các điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 2.000 sản phẩm như quần áo, túi xách, ví da, mắt kính, vân vân, có dấu hiệu giả mạo các hãng thời trang thế giới. Theo cơ quan công an, sơ bộ ước tính số tiền doanh thu buôn bán hàng giả do Vũ điều hành khoảng 20 tỷ đồng. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý khán giả, liên tục bắt giữ lượng lớn ma túy gần đây cho thấy tình hình tội phạm liên quan đến ma túy còn rất lớn. Số lượng ma túy quá khủng khiếp trong vụ án vừa mới phát hiện ở thành phố Hồ Chí Minh được tính bằng tấn và vận chuyển bằng xe tải. Có thể thấy, bọn tội phạm buôn bán ma túy ngày càng nguy hiểm, bất chấp pháp luật. Nhưng cuối cùng, bọn chúng cũng phải trả giá. Chiều qua, tại hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá đường dây vận chuyển tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 1 tấn mốt ma túy. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao việc công an thành phố đã triệt phá thành công một băng nhóm vận chuyển tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài và Việt Nam, thu giữ hơn 1 tấn mốt ma túy. Cái lần đường dây vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn với thủ đoạn cất giấu ma túy rất tinh vi trong những chiếc loa thùng bên trong các gói dạng trà. Đồng chí biểu dương những chiến công của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đồng thời tặng khen thưởng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên án này. Cùng lúc này, Công an thành phố Vũng Tàu vừa kịp thời ngăn chặn một tiệc ma túy tại Bình An Village Resort của 31 du khách, trong đó thì có nhiều người nước ngoài tại thành phố Vũng Tàu. Tại bữa tiệc có 18 nam, trong đó có 8 du khách người nước ngoài và 13 nữ. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các du khách ngừng buổi tiệc, thu giữ 3 hộ chiếu nước ngoài, 5 bộ dụng cụ dùng để hút xì xa, 10 viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tạm giữ những người này để hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho công an thành phố Vũng Tàu xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý khán giả, những sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc không những đã ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách, đạo đức của thế hệ tương lai. Mặc dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý, thế nhưng tình trạng vận chuyển và mua bán các sản phẩm này vẫn cứ tiếp diễn. Và trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng ở các địa phương liên tục bắt giữ nhiều sản phẩm đồ chơi hay là bánh kẹo gắn nhãn mác nước ngoài nhưng không hề có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tình trạng này đã giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ cần cẩn thận hơn đối với những sản phẩm tưởng chừng như vô hại và bắt mắt như thế. Đồ chơi trẻ em là một trong những vật dụng hiệu quả giúp các bé có thể dễ dàng phát triển nhận thức và suy nghĩ của mình. Thậm chí nếu được sử dụng một cách khoa học, còn bổ trợ cho bé phát triển trí não và trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, dù ngành chức năng các địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý, thế nhưng đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại lớn, gây hậu quả khôn lường cho trẻ. Mới đây vào ngày 18 tháng 4, tại khu vực quốc lộ 2, đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc xe tải đang vận chuyển 3,5 tấn bánh kẹo các loại và 2 tấn đồ chơi trẻ em. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng đều dán nhãn mác của Trung Quốc sản xuất. Đồng thời, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy tờ nguồn gốc xuất xứ hay chứng nhận an toàn thực phẩm. Chủ hàng khai nhận số hàng này được nhập từ một chủ buôn Trung Quốc tại cửa khẩu Lào Cai, sau đó vận chuyển về Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Trước đó, cũng vào đầu tháng 4 năm 2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý Thị trường đã bắt quả tang một ô tô tải kéo theo rơ móc đang vận chuyển gần 2.000 thùng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em, có trọng lượng gần 5 tấn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tài xế khai nhận số hàng hóa này đang vận chuyển đi tiêu thụ giao lại cho một số cửa hàng chuyên bán đồ chơi trẻ em. Bên cạnh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các bậc phụ huynh còn lo ngại khi trên thị trường tràn lan nhiều món đồ chơi trẻ em nguy hiểm, có tính sát thương hay kích động bạo lực. Điển hình như vào đầu tháng 1 vừa qua, lực lượng chức năng tại Cà Mau đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên 100 món đồ chơi trẻ em gồm súng, kiếm, lựu đạn, lưỡi lê bằng nhựa tại cơ sở kinh doanh đồ chơi số 01A, phường 9, thành phố Cà Mau. Thông thường khi mua một món đồ chơi, các bậc cha mẹ thường ít quan tâm đến món đồ chơi đó có được dán tem hợp quy hay không, chúng có độc hại cho con em mình hay không, mà chỉ chú ý đến món đồ chơi đó con mình thích không và hợp với túi tiền không. Việc làm này vô tình đã có tác hại rất lớn khi món đồ chơi đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con trẻ. Có thể thấy vẫn còn lỗ hổng rất lớn trong việc kiểm soát sự an toàn của các loại đồ chơi dành cho trẻ em. Chính vì vậy các bậc phụ huynh cần cẩn trọng hơn khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ. Khi mua, phụ huynh cần kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm, tên cơ sở sản xuất và kỹ hơn nữa là chọn sản phẩm có dấu CR, ký hiệu đồ chơi được kiểm định là an toàn và tuyệt đối không mua và sử dụng những sản phẩm đồ chơi trôi nổi để tránh những hậu quả đáng tiếc. Nhiệt độ và độ ẩm tăng cao bất thường trong những ngày gần đây, kéo theo nguy cơ bị suy kiệt vì nóng, thậm chí là say nắng. Thời tiết này trải dài từ Bắc vào Nam, nhưng mà nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất là Hà Nội. Trong chiều qua thì nhiệt độ mặt đường tại thủ đô đo được là 50 độ C. Quá khắc nghiệt cho nên đường phố vắng tanh vì nhiều người hạn chế ra đường. Ghi nhận tại một số tuyến đường không có cảnh ùn tắc như mọi ngày. Những người buộc phải di chuyển trên đường đều trang bị đồ chống nắng. Các tuyến phố đi bộ cũng vắng khách so với các tuần trước. Hà Nội bước vào ngày thứ hai của đợt nắng nóng đỉnh điểm, mặc dù chỉ mới vào đầu mùa hè. Nhiệt độ trong ngày đạt ngưỡng cao nhất lên tới 38 độ, tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời còn có thể lên tới 40 độ. Tìm đến những nơi có nhiều cây xanh, giấu mình trong phòng điều hòa cả ngày hay đến bể bơi là lựa chọn của nhiều người dân Hà Nội. Vì vậy, nhiều bể bơi rất hút khách. Riêng công viên nước Hồ Tây, trong ngày này mở cửa đầu tiên, dự kiến sẽ có hơn 8.000 người đến nhảy nhiệt. Dự báo tại khu vực Hà Nội, nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện trên diện rộng trong mấy ngày tới. Trước tác động của nắng nóng đầu mùa, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo người dân cần hạn chế tham gia giao thông, tránh lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ. Đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Trước nền nhiệt tăng cao như thế này thì chỉ một đốm lửa nhỏ thôi cũng khiến quả quạng có thể bùng phát.
Hôm qua, tại ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, đã xảy ra một vụ cháy lớn ở nhà để xe của anh Trần Văn Tuấn, 44 tuổi, ngụ tại địa phương. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà. Anh Nguyễn Văn Oanh, 43 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là tài xế lái xe, nhân chứng sự việc cho biết. Vào lúc 3 giờ sáng, anh vào nhà xe của anh Tuấn lấy xe khách giường nằm để đi rước khách. Tuy nhiên, đề xe máy không nổ nên anh xuống xe kiểm tra thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa phát ra từ trong phần đuôi xe. Anh đã nhanh chóng truy hô để dập lửa. Tuy nhiên, do thời điểm phát ra đám cháy, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Thời tiết khô nóng, nhà để xe có nhiều hàng hóa và chất liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn. Chủ tài sản và người dân không kịp di chuyển tài sản ra bên ngoài. Mặc dù không có thương vong, nhưng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 4 tỷ đồng. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân. Rừng là nơi mà chính quyền đang đau đầu, gìn giữ trong lúc này. Toàn bộ diện tích rừng tràm của tỉnh Cà Mau đã khô hạn rất nghiêm trọng. Trong đó có gần 20.000 hectare chuyển sang báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, chiếm gần 50% diện tích. Diện tích khô hạn gay gắt tập trung ở phần rừng sản xuất tại các xã Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm, huyện U Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ và vườn quốc gia U Minh Hạ. Trước tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt, biến đổi khí hậu ngày một gay gắt đã tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng sau đây là một thông tin khá hữu ích cho bà con nông dân miền Tây đang trồng lúa trước điều kiện khó khăn hiện nay. Trong vụ lúa đông xuân 2018-2019 này, trại giống Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã tiến hành sản xuất lúa giống chịu mặn khoảng 2 phần ngàn. Trại thực hiện xuống giống 13 loại giống, kết quả lên 8 loại giống, gồm 3 nhóm giống lớn là Ha Tri 170, 190, 194 và 5 nhóm giống nhỏ là Ha Tri 50, 144, 188, 193 và 475. Qua thực tế đi thăm đồng, các chuyên gia đánh giá giống lúa mới lai tạo có khả năng chịu mặn, chịu gió, chịu phèn tốt và ngon cơm, gồm 4 loại giống như Ha Tri 170, 190, 194 và 475. Vụ lúa đông xuân 2018-2019, toàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre xuống giống khoảng 11.000 hecta lúa. Hiện nay nông dân đang vào thời điểm thu hoạch, diện tích khoảng 3.000 hecta, năng suất ước đạt là 5 tấn một hecta, thấp hơn trung bình những năm trước. Nguyên nhân năng suất giảm là do thời gian sinh trưởng cây lúa bị ngập nước, nhiễm mặn, bị chuột cắn phá và một số bệnh như lem lép hạt, cháy bì lá, đậu ôn cổ bông. Trước những khó khăn trong quá trình sản xuất lúa của địa phương, bà con nông dân đã có những biện pháp cụ thể để khắc phục thiệt hại. Dựa trên năng suất và chất lượng của giống OC10 cùng với tính ưu việt của các giống lúa mới có khả năng chịu hạn, chịu mặn, thích nghi với biến đổi khí hậu, từ Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long, thì bà con địa phương mong muốn là Viện Nghiên cứu sẽ tiếp tục lai tạo thêm những giống lúa tốt hơn, thích nghi được với nhiều vùng đất khác nhau mà vẫn giữ được tính ưu việt của từng loại giống để hoạt động sản xuất đạt hiệu quả ngày càng cao hơn nữa. Một giải pháp thân thiện với môi trường và đảm bảo nước sạch đầu ra đạt quy chuẩn cao nhất của Bộ Y tế về tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt. Tỉnh Long An vừa đưa vào hoạt động nhà máy nước sạch hiện đại, được đầu tư với tổng số vốn hơn 650 tỷ đồng, sử dụng công nghệ lọc sinh học, tiếp xúc dòng chảy ngược, hiện đang được áp dụng tại nhiều nước phát triển trên thế giới. Nhà máy nước Nhị Thành đi vào hoạt động, góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống nước sạch, từng bước hạn chế khai thác nguồn tài nguyên nước ngầm, hạn chế xâm nhập mặn và tình trạng sụt lún do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại khu vực. Mặt khác, qua việc đầu tư hệ thống nước sạch với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, công trình có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch ổn định lâu dài, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương bền vững. Liên tục trong những ngày qua, người dân trên huyện đảo Lý Sơn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu xăng dầu một cách nghiêm trọng. Các tàu vận tải trung chuyển xăng dầu ra đảo thì bị dừng hoạt động, đã dẫn tới chuyện các cây xăng dầu rơi vào tình trạng khan hiếm nhiên liệu, cung không đủ cầu. Người dân đảo Lý Sơn thì nháo nhào mua xăng dầu dự trữ, trong khi một số cây xăng đã phải đóng cửa, ngừng hoạt động vì hết xăng dầu cung cấp. Để giải quyết trước mắt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu xăng trên đảo, cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng biên phòng, đã thống nhất về việc tạm thời cho tàu dịch vụ hậu cần Tiên Tri 07 của doanh nghiệp tư nhân Nhiên Phường vận chuyển 30.000 lít xăng từ trong đất liền ra đảo để cung cấp cho người dân.
Về lâu về dài, các doanh nghiệp có tàu vận chuyển xăng dầu ra đảo phải khắc phục ngay các yêu cầu về an toàn để việc vận chuyển xăng dầu được ổn định, không để lặp lại chuyện thiếu hụt nhiên liệu do không có tàu vận chuyển. Thưa quý khán giả, sức nóng về gian lận nâng điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đang bị xã hội lên án mạnh mẽ khi lộ ra số điểm thí sinh được nâng khống từ 0 lên 9 điểm. Cho tới nay, sau khi điều tra, chấm thẩm định, danh sách thí sinh được nâng điểm được xác định và chuyển về một số trường để xử lý cho thôi học. Hiện chưa có quy định cụ thể về việc phải công bố hay không công bố danh tính. Vì thế, dư luận đang dậy sóng tranh luận khá gay gắt về vấn đề này. Bởi nếu công khai cũng không sai luật, nhưng mà một khi công khai thì nhiều người cho rằng cần phải nhìn nhận ở phạm trù đạo đức nữa. Đòi hỏi sự công bằng nhưng nhân văn quả thực rất khó trong trường hợp này. Nhìn vào điểm thật và giả của các thí sinh trong diện gian lận điểm thi không khỏi đau lòng khi có những thí sinh điểm từng môn dưới một. Thế mà quá chốc trở thành một trong những người có điểm thi cao nhất vào những trường top đầu. Có thể các em và gia đình cũng đã lường trước kết cục này khi tiêu cực rúng động ngành giáo dục bị phanh phui. Song đối diện với thực tế vẫn là một thử thách khắc nghiệt, nhất là với các em còn đang ở lứa tuổi chập chững bước vào đời. Vậy suy cho cùng, lỗi là ở ai? Danh sách thí sinh và cha mẹ dính líu đến vụ việc này vẫn chưa có chính thức. Nhưng hầu hết địa phương khoanh vùng thì đều là con cán bộ, công chức, lãnh đạo. Làm sao không tránh khỏi việc mất lòng tin của người dân? Đó chính là những mất mát lớn từ câu chuyện này. Công khai hay không công khai danh tính thí sinh và phụ huynh để đảm bảo tính minh bạch là điều đau đầu ngành chức năng. Bởi quá nhiều ý kiến trái chiều mà dường như điều nào cũng có lý. Với thói quen đổ rác bừa bãi không theo quy định khiến cho môi trường bị ô nhiễm, tổ dân phố 22 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội đã đưa ra biện pháp khắc phục là lắp camera theo dõi và in hình những người vi phạm lên cục điện như thế này. Sau nhiều lần, tình trạng đổ rác trộm đã được cải thiện rất tốt. Chỉ việc đổ rác không đúng quy định thì đã bị bêu mặt như thế. Vậy mà liên quan đến vụ rúng động này lại có thể ém nhẹm thông tin được sao? Vì nền giáo dục văn minh nhất thiết phải công khai danh tính. Nhưng danh tính của cả phụ huynh và thí sinh hay chỉ hạn chế ở một ai là điều đáng bàn. Trong câu chuyện này, nếu như công khai những thí sinh không biết được cha mẹ chạy điểm có nên không? Vì thế, nên cân nhắc vì các em không có lỗi. Hơn nữa, thí sinh dù biết mình được nâng điểm nhưng cũng không phải do các em trực tiếp mà do người thân, ba mẹ tác động. Bởi vậy, người phải công khai, đáng bị công khai chính là phụ huynh. Việc công khai danh tính phụ huynh cần thiết phải chi tiết, đầy đủ để dư luận rõ động cơ, mục đích, cách thức. Cũng có trường hợp chạy điểm như cấp dưới xu nịnh cấp trên, lãnh đạo dùng quyền lực tác động hay người nhà lãnh đạo tác động để can thiệp nâng điểm cho con em mình. Công khai phụ huynh thì hẳn ai cũng suy ra được con họ là ai. Nhưng dầu sao chỉ ở xóm giềng biết chứ không phải phanh phui với tên tuổi đầy rẫy trên mặt báo. Trong phạm vi nhà trường hoàn toàn có thể công khai những thí sinh bị xóa tên do được nâng điểm. Các thí sinh này phải chấp nhận bị bêu tên vì ít nhiều các em cũng liên quan. Một nỗi ê chề không thể che đậy. Những cán bộ ngành giáo dục sai phạm nhận tiền nâng điểm cho thí sinh đã vướng dòng lao lý. Còn những phụ huynh đã dùng tiền để đổi điểm, cùng với chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn phải chịu trách nhiệm với khủng hoảng, tiêu cực họ gieo cho chính con em mình. Hơn tất cả, lúc này là các em hãy bình tĩnh đối diện, mạnh mẽ đi qua thử thách để tìm kiếm lựa chọn những cơ hội vừa sức, phù hợp với năng lực của bản thân. Những người khác hãy xem vụ bê bối điểm thi này là một bài học đắt giá, rằng không nên mong cầu giành giật những thứ vượt khả năng bằng mọi cách. Thưa quý khán giả, cướp vé số của người tàn tật
đây là một hành động gây căm phẫn và đáng ghê tởm. Ấy vậy mà chuyện này vừa diễn ra trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Cần Thơ. Nạn nhân là một chàng trai bị liệt hai chân và nói không rõ lời. Trong clip gây xôn xao cộng đồng mạng, chàng thanh niên cho biết vừa bị giật 150 tờ vé số. Quá thương chàng trai tàn tật, nhiều người đến cho tiền, nhưng chính hành động của chàng trai khiến cho nhiều người giật mình. Điều gây bất ngờ là khi một số người tới cho tiền thì chàng trai này từ chối nhận. Người phụ nữ nhét tiền vào túi thì cậu cũng lấy ra và trả lại. Chỉ khi mua vé số cậu mới nhận tiền. Hành động không nhận tiền giúp đỡ của chàng trai bán vé số liệt hai chân càng khiến cho người xem clip thương cảm, cảm phục cậu, đồng thời chỉ trích những thanh niên sức dài vai rộng giả tàn tật để xin tiền. Những người như chàng trai ấy thật là dạng người mới có một. Về khía cạnh tự mình chịu khổ, không kể khổ, không nhận tiền người khác, đã cho thấy chàng trai ấy đã thấu hiểu được bốn chữ chấp nhận số phận. Không thể giúp đỡ bằng tiền, một số người đã xin địa chỉ của anh để tới mua vé số ủng hộ. Thưa quý khán giả, hẳn là quý vị sẽ còn ấn tượng rất nhiều với cậu bé này đây. Cuối tháng 3 vừa qua, cậu bé 13 tuổi vì quyết chiến đã đạp xe 103 km từ Vân Hồ, Sơn La đến Hòa Bình để thăm người em của mình. Ban đầu Chiến dự định đạp xe đi Hà Nội, nhưng mà sau 103 km thì cậu mệt lả và được bác tài xế tốt bụng chở về Hà Nội. Chuyến đi nhiều nguy hiểm, trên chiếc xe đạp không phanh, không chuông. Trên xe là cậu bé tràn trề hy vọng về Hà Nội gặp em đã khiến cho cộng đồng xúc động. Vậy mà một tin buồn đến với em khi chiều qua, bé sinh non, em trai của Chiến, bệnh tình trở nặng và dừng lại cuộc sống này vào chiều qua. Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, mặc dù các bác sĩ rất nỗ lực, nhưng bệnh của bé sinh non không thể cứu chữa được. Bé từng phải phẫu thuật để điều trị tắc ruột khi mới vài ngày tuổi. Sau phẫu thuật lại mắc hội chứng ruột ngắn, ứ mật, toan chuyển hóa. Từ khi sinh đến nay là hơn 3 tháng, bé và cha mẹ hoàn toàn ở Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Đã có những thời điểm bệnh bé ổn hơn, tràn trề hy vọng sẽ điều trị được. Tuy nhiên, chặng đường vất vả của bé và gia đình đã phải dừng lại. Chiều qua ngày 20 tháng 4, những người luôn hỗ trợ gia đình đã tìm một chuyến xe để đưa em và cha mẹ về quê. Đây là chuyến về thăm nhà đầu tiên của bé kể từ khi được sinh ra. Tuy nhiên, sau khi về đến nhà chừng 10 phút thì em bé đã qua đời trong sự đau đớn của người thân và gia đình. Dạ thưa quý khán giả, để hành trình của giải được đi đến thời điểm này thì ban tổ chức đã nỗ lực rất lớn. Ngay sau đây thì xin được mời quý khán giả cùng nhìn lại toàn cảnh giải Marathon Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019. Ngày 7 tháng 3, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về giải tại thành phố Hồ Chí Minh. Có sự tham dự của 24 cơ quan thông tấn báo chí trung ương và khu vực, góp phần giúp công tác truyền thông về giải được lan tỏa, thu hút đông đảo người đăng ký tham gia. Từ ngày 15 tháng 3, thành viên ban tổ chức giải, công ty cổ phần truyền thông Nexus đã khảo sát thực địa 4 đường chạy 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Để tạo ấn tượng, ban tổ chức quyết định thiết kế đường chạy không lặp lại và di chuyển qua nhiều con lộ nông thôn mang đậm chất miền Tây. Riêng đường chạy 42 km phải qua sông ở chợ Vịnh Chèo, ban tổ chức sẽ lắp cầu tạm và kết nối phà. Đây được xem là điểm nhấn ấn tượng nhất của giải, tạo sự trải nghiệm hoàn toàn mới cho các vận động viên khi tham gia đường chạy này. Từ đầu tháng 4 đến nay, các đơn vị địa phương đã bắt đầu tập luyện. Hiện đã có 67 đơn vị sở ngành tỉnh, địa phương trong tỉnh đã cử hơn 2.876 vận động viên tham dự đầy đủ cự ly, trong đó nhiều nhất là cự ly 5 km. Để tạo không khí cho giải, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4, ban tổ chức treo 500 pano áp phích sửa chữa 10 tuyến đường chính tại thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Đến chiều ngày 19 tháng 4, công tác chuẩn bị cho giải đã hoàn thành 95% khối lượng công việc. Khu vực sân khấu chính, làng vận động viên, khu trò chơi vận động đã cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, đến 11 giờ ngày 20 tháng 4, tất cả 4.069 vận động viên và 10 gương mặt đại sứ của giải sẽ tập trung tại Hậu Giang để tham gia đêm khai mạc và giải chạy vào sáng ngày 21 tháng 4. Chuẩn bị cho các cự ly đường chạy thì chúng tôi cũng đã kiểm tra các cái trạm
sẵn sàng cho cái vấn đề phục vụ tiếp tế cho các cái vận động viên khi họ chạy. Cái khâu an ninh trật tự thì bộ phận an ninh trật tự đã đảm bảo ở các cái chốt và đảm bảo trên các cái tuyến đường chạy. Giải Mekong Delta Marathon đã khai mạc tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Những tiết mục biểu diễn với chủ đề Hậu Giang nối vòng tay về bạn như tái hiện lại bức tranh sống động về đất và người Hậu Giang, càng làm say đắm lòng người nếu chân không chỉ vận động viên mà còn cả khách du lịch ở lại lâu dài với vùng đất Hậu Giang, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu. Không chỉ chói sáng bởi những ánh đèn lung linh của chương trình nghệ thuật, công viên chiến thắng nằm giữa lòng thành phố Vị Thanh cũng lung linh sắc màu của hơn 600 lều trại. Mỗi lều là nơi nghỉ ngơi của các vận động viên được đặt liên tiếp nhau quanh hồ, khiến cho giải chạy không còn khoảng cách. Dẫu thời tiết nắng nóng nhưng các vận động viên đã tập trung về đây từ rất sớm, lấp đầy các lều. Điều khiến các vận động viên hài lòng là ban tổ chức đã bố trí các tấm lót nệm, mền gối và các lều được bố trí ngay trung tâm, gần điểm xuất phát giúp cho các vận động viên có thể dễ dàng di chuyển và đảm bảo sức khỏe. Mà bất cứ tỉnh thành nào cũng có khách sạn thì mọi khách sạn cũng tụi tụi như nhau thôi. Bây giờ mình muốn trải nghiệm theo một cách thức khác nên là mình chọn ngủ lều. Đó, thứ nhất là nó gần gũi với tất cả mọi người cùng ở chung được với nhau. Với cái thứ hai nữa là nó gần gũi với lại thiên nhiên và mình cảm giác là mình cảm nhận được nhiều hơn về cái cách sống và cái không khí ở đây nhiều hơn thay vì mình đóng khung mình ở trong một cái phòng của khách sạn. Để tạo khí thế, công tác tuyên truyền được Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang chú trọng ngay từ đầu. Từ ngày 8 tháng 4, đài chính thức mở tiết mục Tiến tới Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 trong chương trình thời sự Hậu Giang 19h45 phút hàng ngày. Cùng với đó, những thông tin về giải chạy cũng được xuất hiện dày đặc ở các bản tin truyền hình, Facebook, YouTube của đài. Do vậy, đã tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa sâu rộng thông điệp chống biến đổi khí hậu của giải chạy đến với người dân. Với nét chấm phá là những cung đường chạy quanh co uốn lượn trong các đường nông thôn. Đi kèm với đó là thời điểm xuất phát của 4 đường chạy 5km, 10km, 21km và 42km không cùng lúc đã tạo nên sự khác biệt cho giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 so với những giải đấu khác. Nhưng đây lại là một thách thức lớn đối với ekip trực tiếp. Để có những hình ảnh sắc nét, ấn tượng từ 4 đường đua diễn ra song song, đòi hỏi thiết bị và bộ phận kỹ thuật phải vô cùng cơ động. Đài đã sử dụng hệ thống trực tiếp bằng 4G với 8 đường truyền tín hiệu cùng lúc, xe màu chuẩn HD kết hợp với điện thoại di động và các thiết bị truyền dẫn không dây hiện đại để thu về tín hiệu hình ảnh tốt nhất. Qua 3 lần thử nghiệm, toàn bộ ekip đã vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hiện nay công tác phối hợp thu sóng đã được thực hiện trơn tru, hình ảnh âm thanh cũng chất lượng và chân thực nhất. Bên cạnh tập trung chuẩn bị cho phần đường truyền tín hiệu về hình ảnh, thì HGTV còn bố trí 4 bình luận viên tại trường quay B1 với những phân tích đánh giá và mang đến nhiều thông tin bổ ích cho quý khán giả về giải marathon lần này. Không chỉ vậy, các bình luận viên sẽ kết nối cầu trực tiếp với phóng viên có mặt ở 4 đường chạy để truyền tải những diễn biến mới nhất ở từng chặng đua cũng như không khí cổ vũ của người dân. Các điểm tiếp sức cho vận động viên và nhiều hoạt động bên lề thú vị khác sẽ được gửi đến quý khán giả bằng định vị GPRS. Qua đó cung cấp thông tin chính xác từng địa danh hướng chạy của các vận động viên để khán giả tiện theo dõi. Cùng một lúc chúng ta phải tường thuật trực tiếp ở trên 4 cái cự ly khác nhau như vậy. Cho nên là chúng ta huy động vừa biên tập, vừa phóng viên, vừa kỹ thuật và các phương tiện máy móc mà chúng ta hiện có để tập trung cao độ phục vụ tốt cho cái giải marathon kỳ này. Và chúng ta sẽ phát trên tất cả các hạ tầng mà đài hiện nay đang có, vừa là kỹ thuật số mặt đất, vừa là mạng xã hội, vừa là IPTV, vừa là truyền hình cáp. Hy vọng là cái tín hiệu chúng ta sẽ lan tỏa đi xa để phục vụ tất cả mọi đối tượng mà theo dõi giải, đặc biệt là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Giải Marathon Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 được kỳ vọng sẽ rèn luyện sức khỏe và góp phần lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu đến mọi người.
Sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức sẽ đem đến thành công lớn tại giải marathon quốc tế quy mô này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức trực tiếp quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khi trực tiếp di động ở 4 cự ly chạy khác nhau với một địa hình không thuận lợi cho máy quay tác nghiệp. Tất cả 4 đường chạy đều di chuyển hàng chục cây số trên các tuyến đường nông thôn. Đây quả thật là một thách thức không hề nhỏ đối với đài địa phương như Đài Truyền hình Hậu Giang. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm, trách nhiệm và mong muốn mang đến những hình ảnh sắc nét, ấn tượng, hấp dẫn cho khán giả về đường quê, sông nước, con người Hậu Giang,